chào, xin chào. Yêu một người thì hạnh phúc với người mình yêu.
ta thì tôi không mong rồi bây giờ chưa có con cách này luôn. Mày không thoát được đâu con dài à? Tí mới thêm với mày để lượm mà thôi à. Toàn đi chăn bo rồi, phải không toàn này. Ông này nói vừa ông này tới, ông đi chăn bo rồi. Tao ông bạn được cái hai con. Đi chăn bo cầm cây roi thật to. Ông nào ông bạn được hai con. Không đi. Tao lấy cái roi tao chọc địt bò. Bò đó chạy tùm lum tùm la. Lắm à? Ừ. Thế hôm xưa ông có được thay có một cái mấy, ông chuẩn lấy không chuẩn lên được mấy con đó ra ở đây. Ông chuẩn lên đang làm gì? Ông chuẩn lâu rồi, ông chuẩn lên mơ, ông bán, bán to là nhỏ. Năm ông bán được 2 con, 2 con nữa. Bơ ông năm ông lên được mấy? Được tiếu. Hai học tiếu á? Năm sáu chục, năm sáu chục nữa, bơ lên bán được tiếu. Ừ, xong rồi đấy.
mà bố nó không bỏ ra, hiểu không? Vì cứ ngay đi thả cho nó cỏ thôi. Thì nằm chưa được đâu nữa. Đi đi. Đi ăn bò đấy. Cái thằng đang bò ngồi ăn khoa bên ngoài cửa sổ. Đi ăn bò. Cái roi to. Bò cũng đê. Ấu lấy cái roi tàu tập bò. Chạy đưa lấy. Olise 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 Ol